Đường này, đường. Đường như đường. Chào mọi người nha. Chào nha. Hôm nay mình đi cắt lúa nha. Bữa nay mưa, bão tám mà đi cắt lúa nha. Đây, đường trơn lắm. Đây, để chào bố ba mẹ. Chào, chào mọi người. Hôm nay là ngày chúng anh em mình đi cắt lúa. Nhưng mà cũng đúng được. Đúng ngày mưa. Bữa nay mưa. Đây. Xe này, con này có ra lại tập vlog nữa. Trung gì cũng cứ cắt lúa mà lúa đang trung mà nó không trung. Để mình chơi đây. Đi chơi nha. Hello, xin chào mọi người. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ vào subscribe và đăng ký kênh của Banana TV nha. Đấy. Ê, trời ơi, đường này. Lý Dương Vinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đẩy xe ở đây. Xong rồi anh em ta cân từ dưới lên đây. Hello, xin chào mọi người, hôm nay rất là vui. Quay, quay, quay. Đồ máy. Không đang công chuyện đi là sao quay được. Quay còn đâu. Đúng vậy. Đừng tay hơn.